MC kính chào toàn thể quý khách hàng thân thương của Đồ Sĩ Hiệu. MC kính chúc mọi người có một ngày thật vui với gia đình thân thương của mình ạ. Clip này thì em sẽ lên cho mọi người một vài mã sản phẩm áo gió mới về được của bên em. Chúng ta sẽ có hơn chục mã sản phẩm nha mọi người. Clip này thì chỉ có hơn chục mã sản phẩm thôi. Và tất cả những cái thông tin thông số của sản phẩm bên em vẫn sẽ đo đạc một cách cực kỳ và chính xác và ghim nó ở bên phía góc màn hình đây ạ. Chúng ta sẽ có bao gồm chiều dài của áo này, chiều ngang của áo và độ rộng của vai. Trong cái quá trình em lên sản phẩm thì bên em cũng sẽ tư vấn về chiều cao cân nặng cho mọi người luôn. Nhưng mà cái chủ yếu thì mọi người phải biết một cái áo khoác mọi người thường mặc thì nó sẽ dài bao nhiêu, ngang bao nhiêu. Đó là cái cách đơn giản nhất để mọi người có thể chọn được một cái sản phẩm và nó phù hợp với cái số đo của cơ thể ạ. Còn giá bán thì nó sẽ phụ thuộc vào từng sản phẩm nha mọi người, phụ thuộc vào từng sản phẩm. Đây, em lên cho mọi người mặc E0 thì em có một sản phẩm áo gió của thằng Reebok là một cái thương hiệu cũng rất là lớn, chuyên sản xuất đồ thể thao. Và một sản phẩm của nó bán với mức giá cũng rất là cao này. Cân nặng của em là 1m72 và nặng 72 cân. Cao 1m72 và nặng 72 cân. Đây em có mã E0, em có một con Reebok chính hãng nha. Và cái mã này thì cũng sẽ là một cái mã tặng nha mọi người. Sản phẩm này em sẽ tặng cho ai mà có đơn trong cái lô hàng này. Và ai là người đầu tiên nha. Ai là người đầu tiên đặt hàng thì có thể lấy được cái sản phẩm này. Con này độ mới thì nó gần như một chiếc áo mới luôn. Rất là mới, hàng chính hãng của Reebok. Đây, tem của Reebok đấy ạ. Con này nó có một cái lỗi hơi nhỏ thôi. Con này có một cái lỗi nhỏ thôi. Mọi người có thể mọi người lấy về mình mặc mình đi làm cũng được nha. Lỗi nhỏ thôi, còn độ mới nó rất là cao. Mã E0 mã này em tặng cho ai có đơn đầu tiên nha. Một con Reebok rất là đẹp, hàng chính hãng của Reebok ạ. Rồi. Em vào mã E1 này. E1 thì em có một con áo gió. Con này gió. Gió của nó cũng là gió hai lớp đấy. Gió hai lớp của thằng Hàn Quốc nha. Áo nội địa của thằng Hàn Quốc ạ. Con này thì tầm size S thôi, 50 cho tới 55 cân mặc cho em. 50 cho tới 55 cân. Con này chất gió mỏng nha, mặc dù gió hai lớp nhưng mà cái chất nó hơi mỏng một chút thì mình mặc vào buổi sáng mình tập thể dục thể thao hoặc là mặc vào cái thời tiết nó se se lạnh một chút thì nó sẽ rất là đẹp. Và phối màu con này cũng rất là đẹp nha. Hàng nội địa của Hàn Quốc. Con này bán 150.000 thôi, size S, 50 cho tới 55 cân. Mã E2 thì em lên cho mọi người một con Adidas, tất cả logo của nó đều được thêu rất là đẹp ở đây. Con này phối màu của nó rất là đẹp nha. Đây. Logo Adidas thêu cực kỳ sắc nét ở đây. Hai bên vai nó phối cho mọi người những cái dải màu rất là đẹp. Độ mới con này cũng rất là cao nha, độ mới cao. Đây, phối hai bên tay rất là đẹp. Hàng chính hãng của Adidas. Tem code của nó đầy đủ đấy ạ. Đây là tem trên của nó. Con này Adidas dòng Clima Proof. Em sẽ lên form cho mọi người nha. Con này thì nó tầm size L. Tầm size L. Con này thì anh nào mà tầm 70 cân, 70-72 cân, đúng bằng cân nặng và chiều cao của em mặc là đẹp nhất nha. Em 1m72, nặng 72 cân, mặc con này thì nó vừa khít luôn. Vừa khít luôn. Một con Adidas chính hãng, siêu mới và đủ. Và cái thiết kế, cái phối màu của nó cũng rất là đẹp. Con Adidas chính hãng cho mọi người đấy ạ. Cúc của nó, cái khóa kéo của nó là khóa kéo bằng kim loại nha. Khóa kéo làm bằng kim loại rất là chắc chắn luôn. Và phía ngoài nó cũng phối cho mọi người một cái dải cúc bấm ở đây. Vừa khóa kéo và vừa cúc bấm, rất là tiện. Độ mới thì rất là cao, rất là đẹp. Con Adidas phối màu rất là đẹp. Rồi tiếp theo này, tiếp theo em có một con Adidas. Dòng con này giống như là dòng đạp xe rồi. Con này Adidas giống như cái dòng của đạp xe hay chạy bộ rồi đây. Bởi cái form nó sẽ hơi ôm vào người một chút nha. Con áo gió này, chất gió nhưng mà kiểu chất gió của chất gió kaki đấy. Nên cái chất gió đấy sẽ mềm hơn. Nó không có quá bị thô cứng giống như là cái chất gió 100% nha. Thằng Adidas nó pha những cái chất liệu. Thực sự đôi khi em cũng không phân biệt nó là cái chất gì đâu. Nhưng mà con này em sờ vào gió của nó rất là mịn, kiểu như là gió pha với kaki đấy ạ. Con này mã E3 giúp em, mã E3. Con này thì mọi người mặc để chơi thể dục thể thao nha. Bởi vì cái chất của nó rất là thoải mái. Mặc dù nó là kiểu gió kaki gió nhưng mà nó sẽ rất là thoải mái. Con này hình như là áo để đạp xe thì vậy. Con này có mũ nha. Và mũ của nó là giấu ở phía trong cổ này. Mọi người nếu mà muốn dùng mũ thì tháo cái cổ ra, lấy cái mũ ra đội nha. Và không dùng thì gập nó lại và kéo khóa lại. Rất là tiện luôn. Đây nó phối hai cái sọc Adidas ở hai bên này. Con này thì anh nào mà tầm 1m68 đổ lại đó, mọi người nhìn thấy không, nó sẽ ôm vào body như thế này đó, nó tạo lên một cái form rất là đẹp. Đây, rất là đẹp luôn. Con này thì em 72 cân em mặc có vẻ là nó hơi kích một chút, thì cái này thì anh nào mà 68 cân đổ lại này
68 cân đổ lại, cao 1m7, lấy ngay con này cho em, nó ôm vào body rất là đẹp luôn, phù hợp với những anh nào mà chơi thể dục thể thao mình đạp xe nha, đẹp chưa? Chất của nó rất là mịn chứ không phải nó quá là cứng như là chất gió đâu. Em thấy cái chất này mặc nó rất là thoải mái nha. Hình như cái dòng này nó sản xuất để mình chơi thể dục thể thao đó, để mình vận động đó. Mũ ở trong đây nha, nếu mà mọi người dùng mũ thì lấy mũ ra. Mũ là phần cổ áo này, nó là cái dòng áo giấu mũ rất là đẹp, còn Adidas. Tiếp theo có một con The North Face, một con The North Face, áo gió của The North Face nha. Và con này là mũ rồi, mọi người không dùng mũ thì mình có thể tháo nó ra. Và muốn khi nào dùng mũ thì lại lắp vào, lại gắn vào. Con này thì tầm size XL, con này thì phải trên 75 cân. 75 cho tới 80 cân mà con này cho em nha. Con này size XL, hàng chính hãng của The North Face, độ mới cực kỳ ổn rồi. Độ mới rất là ổn nha. Tem của The North Face nó thêu rất là đẹp ở đây. Đây là hàng chính hãng nha. Tất cả những sản phẩm bên em đều bao cũng là hàng chính hãng cho mọi người. Con này là size 105 nha. The North Face, tem của nó là tem Hàn này. Size 105, The North Face, mũ rời, độ mới cao. Rất là đẹp nha mọi người. Con này rất là đẹp, độ mới rất là ổn. Mã E4 này, E4. E4. Siêu đẹp luôn ạ. E5 thì em lên cho mọi người một con gió của Puma. Một con gió của Puma, và con này độ mới của nó thì cũng 99%. Con Puma này mới 99% nha. Logo của Puma là logo thêu. Đây là áo gió hai lớp, lớp gió bên ngoài và một cái lớp lưới ở bên trong. Phối màu cũng rất là thể thao luôn. Đây là tem của Puma kèm với mã code của nó này. Con này size L cho em. Con này size L nha. Con này size L cho em. Một con Puma với độ mới gần như là hoàn hảo luôn. Hai túi hai bên. Túi có khóa kéo và khóa kéo vẫn hoạt động rất là trơn tru. Nó giống như một con áo mới luôn. Con này thì không có mũ nha, con này không có mũ, một con Puma độ mới rất là cao luôn ạ. Tiếp theo mã E6 em lên cho mọi người University Cambridge. Phối màu rất là đẹp nha, con này phối màu đẹp lắm ạ. Mặc dù nó không phải là cái thương hiệu quá lớn đâu, nó cũng chỉ là hàng của thằng Hàn Quốc thôi. Con này được made in Korea, sản xuất tại Hàn Quốc, nó giống như là một cái dòng nội địa của Hàn đấy. Con này cũng gió hai lớp, con này gió nó không có quá dày và không có quá mỏng nha. Độ dày nó trung bình thì nó sẽ phù hợp mọi người mặc vào thời tiết se lạnh hoặc là thời tiết thu đông. Còn nếu mà thời tiết mà nó lạnh quá mọi người mặc con này thì chắc chắn bên trong mọi người phải mặc thêm áo len nha. Con này áo gió hai lớp của thằng University Cambridge, made in Korea, hàng của Hàn Quốc, độ mới rất là cao và cái phối màu của nó cũng rất là đẹp nha. Mặc E6. E7 thì em lên cho mọi người một con Nepa độ mới cũng rất là cao luôn. Tem chính hãng của Nepa đây. Đây cũng là một cái dòng của thằng Hàn Quốc luôn. Áo gió của Hàn Quốc, gió hai lớp nha, gió hai lớp cho em ạ. Những cái con này, những con gió như thế này mọi người mặc nó sẽ rất là nhẹ nhàng. Nó sẽ rất là nhẹ nhàng nha. Và nó chống được nước nhẹ. Con này chống được nước nhẹ nha. Thời tiết mưa phùn thì nó chống được nước nha. Còn mưa rào hay mưa dông, mươi bão thì không chống được đâu. Con này mặc E7 tầm size L cho em. Size L thì cứ từ 72 cân đổ lại, 72 cân đổ lại, cao 1m7 đổ lại giúp em nha. Size L, một con Nepa chính hãng. Logo của Nepa nó thêu ở đây. Được cái những cái thằng Hàn Quốc nó phối những cái con áo gió rất là đẹp nha. Từ cái màu sắc cho tới những cái chi tiết, nó làm mấy cái túi ở đây nhìn rất là hay luôn. Em rất là thích cái cách mà thằng Hàn Quốc nó sản xuất ra những cái món đồ thời trang. Đây, một con Nepa rất là đẹp. Còn một cái sản phẩm mới như thế này thì em bán cũng chỉ 230.000 và vẫn bao ship cho mọi người. Mọi người vẫn được nhận hàng, vẫn kiểm tra hàng trước khi thanh toán. Rất là tuyệt vời. Tiếp theo này, em có một con The North Face độ mới cao nha. Con The North Face này độ mới rất là cao, không lỗi lầm gì đâu. Chúng ta có một cái logo của The North Face, nó thêu ở phía trước. Một logo The North Face thêu ở phía sau. Và trên tay áo nó cũng thêu một cái chữ của The North Face ở phía tay áo đây. Con này cũng là áo gió hai lớp cho em nha. Và mặc định là áo gió của The North Face thì nó rất là dày dặn nha, chứ nó không phải là mấy cái dòng gió mỏng đâu. Áo The North Face, những cái con áo nào mà độ mỏng nó được, những con áo gió nào mà nó mỏng thì bên em sẽ báo là cái chất gió mỏng nha. Còn những con này chất nó rất là dày dặn. The North Face chính hãng. Con này không có mũ luôn. Con này cũng không có mũ nha. Độ mới của nó thì cũng rất là ok. Độ mới cũng rất là cao. Một con The North Face mà khui kiện với độ mới như thế này là cực kỳ là thành công rồi. Đây, logo thêu rất là đẹp. Đây là hàng chính hãng 100%. Mọi người được kiểm tra hàng trước khi thanh toán. Và em bao hàng chính hãng trọn đời cho mọi người luôn. Em có mặc E8, con này thì chuẩn size L cho em, chuẩn size L nha, 72 cân, cao 1m7 đổ lại cho em, rất là đẹp. Tiếp theo em có một vài sản phẩm áo nỉ của thằng Uniqlo, ngày hôm nay sẽ siêu cho mọi người mức giá bán là 200.000 cho một sản phẩm và vẫn bao ship cho mọi người luôn ạ. Áo nỉ của Uniqlo,
những cái dòng này thì mọi người mặc lên người thì nó được cái là nó sẽ ấm, nó sẽ ấm và cái form của nó cũng rất là gọn gàng. Hàng chính hãng của Uniqlo, tem mạc chính hãng của nó đây ạ. Nó sẽ lên form cho mọi người thử luôn ạ. Rồi, con này thì phù hợp với anh nào mà cao tầm bằng cân nặng em mặc là đẹp này. Đó, hoặc là 75 cân mặc cũng được. Con này 75 cân đổ lại, cao 1m72 đổ lại nha. Rất là đẹp. Hàng của Uniqlo Nhật Bản, một con áo nỉ. Được mấy dòng này được cái mặc nó rất là nhẹ nhàng, nó gọn gàng và nó sẽ giữ ấm được cho mình nha. Tiếp theo này, em có một con nỉ của Uniqlo luôn, ngày hôm nay cũng sale 200.000 cho mọi người luôn đây. Con này thì phối màu xanh đen, phối màu xanh đen nha. Nó không phải đen xì, không phải là đen tuyền đâu, phối màu nó xanh than này, kiểu xanh than này. Con này trên thông số nó để là size XL luôn. Nhưng mà con này thì em nghĩ là tầm size L thôi. Con này anh nào mà 1m7 đổ lại, 1m7 đổ lại và nặng tầm 70 cân đổ lại mặc con này cho em nha. Mã E10, E11. Tiếp tục em có một con áo nỉ của Uniqlo. Con này mặc E11 thì anh nào 75 cân đổ lại, cao 1m7 đổ lại mặc con này cho em. Tất cả thông số em sẽ vẫn sẽ đo một cách cực kỳ chính xác và chi tiết nha. Tiếp theo này, em tiếp tục có một con nỉ của Uniqlo luôn, mặc E12. Con này cũng 75 cân đổ lại, 75 cân đổ lại, cao 1m7 đổ lại nha. 75 cân, cao 1m7 đổ lại. Những cái thông tin mà em tư vấn về chiều cao cân nặng cho mọi người thì mọi người chỉ mang cái tính chất tham khảo thôi nha. Cái chủ yếu, cái chủ cốt thì mọi người phải để ý vào cái bảng thông tin mà em cung cấp bên này nha. Tiếp theo em có một thằng Atemi. Con này là hàng nội địa, cũng là hàng nội địa của thằng Hàn Quốc. Đúng rồi, hàng nội địa của Hàn nha. Con này giá bán mới của nó cũng rất là cao. Con này em đã check giá rồi. Con này em quên ủi nên nó hơi nhăn một chút. Nhưng mà con này độ mới cho mọi người, độ mới nó cũng như một chiếc áo mới thôi, nó không khác gì một con áo mới thôi. Con này trước khi gửi tới cho mọi người thì em sẽ là lại cho mọi người nha. Mọi người cứ yên tâm, logo của nó được dập rất là đẹp này. Độ mới của nó rất là cao nha. Con này gió rất là dày và con này chống được nước. Con này chống nước nhẹ đấy. Hai lớp như là lớp gió và cái lớp lưới bên trong. Cái phối màu hết nước chấm luôn. Cái phối màu này nó hết nước chấm luôn này. Nó vừa đẹp, nó vừa thời trang này. Nó rất là đẹp và nó rất là thời trang nha. Con này đẹp lắm. Con này rất là đẹp luôn. Phối đẹp chưa? Phối màu như thế này rất là hiếm luôn. Anh nên tranh thủ lấy con này đi nha. Mã cuối cùng, con này em lên form cho mọi người luôn. Chắc chắn là lên form cho mọi người sẽ thấy cái đẹp của cái sản phẩm này. Thế này em để con lại, con này em mặc nha. Đẹp lắm. Con này thì bằng cân nặng của em nha, 1m72, nặng 72 cân đổ lại, mặc là đẹp nhất. Một con áo gió của thằng Hàn Quốc, rất là đẹp luôn. Hàn Quốc nó làm thời trang thì mọi người cứ yên tâm là nó sẽ đẹp, cái chất liệu nó tốt, nó cũng sẽ rất là bền, không thua kém gì hàng của Nhật đâu. Đẹp, quá trời đẹp luôn. Rồi đây cũng là cái sản phẩm cuối cùng trong lô hàng ngày vậy. Em xin cảm ơn mọi người và kính chúc mọi người một ngày thật vui bên gia đình ạ. Đẹp thế nhỉ. Con này mũ nó có thể tháo rời nha mọi người, mũ hoàn toàn có thể tháo rời. Rồi, em xin cảm ơn mọi người rất là nhiều.